giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Cộng đồng mạng liên tục gọi tên Trấn Thành giữa ồn ào về tiền từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh. Mới đây, trả lời với báo Người Lao Động, ca sĩ Thủy Tiên bất ngờ chia sẻ về việc chưa tìm thấy số tiền 4,3 tỷ đồng của Trấn Thành gửi giúp đỡ người dân miền Trung, khiến nhiều người xôn xao. Vì lưu lượng chuyển khoản vào tài khoản của Tiên quá nhiều, 180 tỷ đồng nên Tiên không thể kiểm soát hết được mọi khoản tiền được chuyển đến. Sau khi nghe thông tin râm ran trên mạng, ekip của Tiên cũng đã đối soát lại từ phía ngân hàng. Tuy nhiên, cho đến nay, Tiên vẫn chưa tìm thấy được khoản tiền 4,3 tỷ từ phía nghệ sĩ Trấn Thành. Vì lưu lượng chuyển tiền quá nhiều, ngân hàng có nói để dễ kiểm tra nhất, Tiên cần có ủy nhiệm chi đã chuyển tiền từ phía anh Thành. Nói thật cũng khó để đối soát vì khoản chi đến nhiều quá. Ngay lập tức, chúng tôi đã liên lạc với phía Thủy Tiên về những thông tin này. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết lúc này chưa có phản hồi gì thêm vì đây là những câu chuyện hết sức nhạy cảm, cần phải xác minh lại thông tin trước khi đưa ra bất kỳ thêm phản hồi gì. Vấn đề này, ngân hàng báo với bên mình có rất nhiều người chuyển tiền vào nên không thể kiểm soát các khoản tiền lúc này được. Hiện tại Thủy Tiên sẽ không có bất kỳ phản hồi nào về sự việc này vì nó rất nhạy cảm lúc này, mong mọi người thông cảm, nữ ca sĩ cho biết. Hiện, phía Trấn Thành vẫn chưa có phản hồi gì về sự việc này. Chúng tôi sẽ cập nhật nhanh chóng những thông tin liên quan về vụ việc đến với mọi người. Các câu chuyện từ thiện của nghệ sĩ hiện nay đang gây sự chú ý quá nhiều và Đàm Vĩnh Hưng cũng vừa khẳng định từ nay về sau mình sẽ không kêu gọi tiền nong nữa mà tự làm các hoạt động cộng đồng bằng quỹ cá nhân. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.